nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử vào năm 2023, cuối tháng 6 năm nay, nam thanh niên 20 tuổi ở Hà Nội lại được gia đình đưa đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu về hôn mê, tổn thương đa cơ quan do cùng nguyên nhân. Theo đó, nam sinh đại học 20 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa đến trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cấp cứu vào dạng sáng 26 tháng 6. Gia đình cho biết, bệnh nhân bình thường đi ngủ muộn, khoảng 4 giờ sáng 26 tháng 6, sau khi nam sinh ngủ được 2 tiếng, gia đình nghe thấy tiếng động lạ, phát hiện bệnh nhân đang co giật bất tỉnh gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhà, sau đó được chuyển tới trung tâm chống độc trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, có tổn thương não, tim, nhiễm toàn chuyển hóa nặng, suy thận. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc chia sẻ bên lề hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về tác hại của thuốc lá mới và đề xuất biện pháp cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàng trữ, quảng cáo các sản phẩm này vào ngày 5 tháng 7. Bệnh nhân đang điều trị, tổn thương thần kinh khó phục hồi. Đáng nói, nam bệnh nhân từng nhập viện trung tâm chống độc điều trị vì ngộ độc thuốc lá điện tử vào năm 2023. Một ngày sau khi nam sinh vào viện, cán bộ trung tâm chống độc gửi mẫu thuốc lá bệnh nhân dùng đến khoa độc chất Viện Pháp y Quốc gia để phân tích, cho kết quả phát hiện cần sa tổng hợp. Đây là một trong gần 100 bệnh nhân được đưa đến trung tâm chống độc cấp cứu vì thuốc lá điện tử trong 6 tháng đầu năm 2024. Nhiều trường hợp được đưa đến với thương tổn nặng nề, chưa có trường hợp tử vong. Thông tin từ Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Tổng hợp báo cáo của gần 700 cơ sở khám chữa bệnh cho thấy, chỉ trong năm 2023 có đến hơn 1.200 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Triệu chứng khi nhập viện chủ yếu do dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp. Một nghiên cứu với 120 mẫu thuốc lá điện tử của bệnh nhân năm 2023 được Trung tâm Chống độc tiến hành cho thấy có tới 16 mẫu thuốc lá điện tử dương tính với ma túy, chiếm 13,3%. Độ tuổi trung bình dùng thuốc lá điện tử trong nghiên cứu khảo sát này là 22 hơn 70% ở thành thị. Đại đa số người dùng thuốc lá điện tử phải vào viện cấp cứu điều trị chia sẻ. Họ dùng sản phẩm này khi ở nhà, nơi ở, số còn lại sử dụng ở quán bar, nơi giải trí, tại nhà người khác, nhà nghỉ, thậm chí ở trường học, nơi làm việc. Theo bác sĩ Nguyên, với mức độ phục hồi cấp cứu vì ngộ độc thuốc lá điện tử, gần 6% bệnh nhân để lại di chứng hoặc nguy cơ để lại di chứng. Theo các chuyên gia, hiện nay do chưa có cơ chế pháp lý rõ ràng để quản lý thuốc lá mới, nên các sản phẩm này đang được nhập lậu vào Việt Nam, tiếp cận giới trẻ, dẫn đến tình trạng nhập viện gia tăng do sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới. Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận cấp cứu rất nhiều trường hợp ngộ độc cấp sau dùng thuốc lá điện tử. Các biểu hiện nhẹ thì lơ mơ, rối loạn ý thức, kích động la hét ảo giác, không kiểm soát được hành vi. Một số trường hợp nặng rơi vào hôn mê co giật, tổn thương tim, sốc, suy thận, đột quỵ não. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cảnh báo Thành phần hóa chất ma túy của thuốc lá điện tử phức tạp hơn rất nhiều so với thuốc lá truyền thống. Thống kê mới nhất có tới 700 các loại ma túy cần sa tổng hợp, nhưng hiện tại ở Việt Nam chúng ta mới xác định được khoảng 200 chất. Đáng lo ngại hơn nữa là sự xuất hiện các chất can thiệp cơ chế tự bảo vệ của cơ thể làm tăng tác dụng ma túy của cần sa tổng hợp. Thuốc lá điện tử là một cả... rất nhiều thứ Đã, mà, hiện nay. thuốc

và khi nó cháy đấy và khi nó hôi lên thì đã có sắp đáng người ta đã chứng minh là các địa hình chất những chất đấy nó lên nó lên thì có thể về, có thể tạo thành gây ung thư có thể gây tổn thương phổi mà điển hình nhất là những cái là một cái hiện tượng rõ, rõ là những cái e người ta có thể cho vào đặc biệt cái e khi nó cháy lên đã tạo thành chất gây tổn thương phổi và gây một tình trạng của một chuyện rất nặng nề chuyên gia chống độc khẳng định thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới khác hoàn toàn có hại sức khỏe nó mở đầu xu hướng lạm dụng, nghiện, phơi nhiễm các hóa chất tổng hợp của con người không thể kiểm soát và hàng loạt bệnh tật mới, vấn đề y tế khác, đồng thời làm nặng, phức tạp thêm vấn đề thuốc lá thông thường, ma túy. Vì vậy, tuyệt đối không cần đánh giá, nghiên cứu hay cho dùng thử các sản phẩm này. Hiện nhiều nước đã cấm thuốc lá điện tử như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore. Điển hình, Trung Quốc là quốc gia phát minh, sản xuất thuốc lá điện tử nhiều nhất trên thế giới, nhưng đã cấm các loại thuốc lá điện tử có hương thơm từ tháng 10-2022. -20 gần như toàn bộ các sản phẩm thuốc lá điện tử. Tiến sĩ Nguyên nêu rõ quan điểm cần ngay lập tức cấm lưu hành thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới khác ở Việt Nam, cần cấm hoàn toàn, không thử nghiệm, không cần đánh giá theo dõi. Thạc sĩ Đinh Thị Thu Thủy, Phó vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế cho biết, thuốc lá mới là vấn đề đang rất nóng, dư luận cực kỳ quan tâm và cần khẩn trương có biện pháp để ngăn chặn kịp thời. Điều này sẽ tránh cho cả một thế hệ tương lai nghiện nicotine, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ em và thanh thiếu niên. Với sự xuất hiện của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Quốc hội lần đầu tiên có phiên họp giải trình trách nhiệm quản lý nhà nước về thuốc lá mới. Hồi tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành công địa số 47 về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Theo chuyên gia pháp chế, hiện nay, việc quy định hành vi cấm được quy định tại Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, sách mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh đang được quy định tại Luật Đầu tư và thuộc thẩm quyền của Quốc hội nên nội dung quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Để kịp thời có biện pháp ngăn chặn thuốc lá mới, Bộ Y tế nhận thấy việc xây dựng nghị quyết của Quốc hội theo quy định tại điểm e, khoản 2 điều 15 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội là phù hợp với thẩm quyền. Sau khi nghiên cứu và trên cơ sở ý kiến các bộ, ngày 22 tháng 5 năm 2024, Bộ Y tế đã có báo cáo số 626 BCBT trình chính phủ về thực trạng tác hại, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất biện pháp cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất chính phủ, trình quốc hội ban hành nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai. Về lâu dài, Bộ Y tế sẽ sửa đổi, bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá để bổ sung quy định này vào luật để đảm bảo tính ổn định trong triển khai thực hiện. Về phạm vi điều chỉnh nghị quyết, cần giải thích rõ khái niệm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác. Quy định cấm sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác. Cấm các thiết bị điện tử và dung dịch điện tử. Đồng thời quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan. Theo Thạc sĩ Thủy, cần phải quy định cấm toàn bộ việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàng trữ, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bao gồm mọi tổ chức cá nhân có liên quan. Bởi lẽ, nếu chỉ đề xuất cấm người dưới 18 tuổi mua bán sử dụng, không bán cho người dưới 18 tuổi, hay không sử dụng người dưới 18 tuổi mua bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thì công tác phòng chống tác hại thuốc lá sẽ không đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong cộng đồng tạo cửa ngõ cho trẻ em sử dụng thuốc lá và phát sinh các nguy cơ khác. Về hồ sơ trình tự thủ tục ban hành nghị quyết, theo Thạc sĩ Thủy, trong trường hợp trình nghị quyết của Quốc hội, theo quy định tại điểm e khoản 2 điều 15 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì không phải có bước lập hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, rút ngắn được thời gian xây dựng và ban hành văn bản, đáp ứng kịp thời tính cấp thiết ngăn chặn sản phẩm độc hại này trong thực tế. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng phụ trách quản lý điều hành cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế nêu rõ: các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là sản phẩm gây nghiện vì làm người sử dụng lệ thuộc chất gây nghiện là nicotine. Không có một sản phẩm thuốc lá nào là sản phẩm an toàn cho sức khỏe. Với mẫu mã đa dạng, các loại thuốc lá mới rất hấp dẫn thanh thiếu niên, tạo ra các thế hệ trẻ nghiện nicotine và các chất gây nghiện khác. Việc sử dụng các loại thuốc lá này còn có nguy cơ cao phát sinh các tệ nạn xã hội như là sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, môi trường, lối sống, hành vi của giới trẻ và an ninh trật tự xã hội. Theo Tiến sĩ Khoa, các sản phẩm thuốc lá mới ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người sử dụng do sử dụng nhiều hương liệu hóa chất. Nhiều bằng chứng cho thấy chúng không chỉ gây bệnh mãn tính với người sử dụng như thuốc lá điếu thông thường mà còn gây ra các bệnh cấp tính và nhiều bệnh khác. Chính vì vậy, Bộ Y tế kiến nghị Quốc hội và chính phủ kịp thời ban hành quy định để cấm toàn diện các sản phẩm này trước khi việc sử dụng trở nên phổ biến hơn. Cụ thể cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo, sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai. Việc cấm sử dụng thuốc lá mới cũng góp phần hạn chế sự gia tăng sử dụng các sản phẩm này, là cơ sở để xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn ngừa phát hiện kịp thời việc sử dụng ma túy, đặc biệt là trong giới trẻ. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đều rõ, các sản phẩm thuốc lá mới rất độc hại, cả tác hại lâu dài và ngay trước mắt nếu không được ngăn chặn hiệu quả, sẽ có nguy cơ cao tạo ra một thế hệ trẻ nghiện nicotine và nhấn chìm những kết quả của phòng chống tác hại của thuốc lá trong những năm gần đây. Hiện tại, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới không được phép nhập khẩu, quảng cáo và bán ở Việt Nam. Tuy nhiên, các sản phẩm lậu được bán khá tràn lan và việc thực thi rất yếu. Việc duy trì tình trạng như hiện nay sẽ tới tình trạng sử dụng tiếp tục tăng nhanh trong giới trẻ. Vì vậy, WHO khuyến nghị, Quốc hội ban hành nghị quyết cấm nhập khẩu, sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm nicotine hệ thống phân phối điện tử không chứa nicotine và các sản phẩm thuốc lá nung nóng cũng như cấm quảng cáo và khuyến mãi các sản phẩm này ở Việt Nam, đồng thời quy định rõ trách nhiệm thực thi và chế tài. Về lâu dài, cần chuyển và hoàn thiện tiếp các quy định cấm từ nghị quyết vào trong luật sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá.